Kính chào các bậc phụ huynh, các bạn, các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta tiếp tục đánh vần tiếng Việt. Đây là quyển sách giúp cho các con đọc và viết thông thạo tiếng Việt để các con có thể chuẩn bị vào lớp học một cái cách tự tin hơn. Quyển sách này gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phần tập đánh vần. Phần thứ hai là phần luyện đọc chữ. Bây giờ xin mời các con vào học nha. Hôm nay ta sẽ học chữ sờn. Sờn. Các con cùng đọc lớn lên. Sờn. Sờn. Mình cong cái lưỡi lên rồi mình đọc nha. Sờn. Sờn. Sờn có thể ghép được với A, O, O, Ơ, E, E, I, U, Ư và Y dài. Các con ơi, trước tiên chúng ta ghép lại với nhau, ghép chữ với chữ để có một cái vần mới. Thì bắt buộc các con phải học thuộc bảng chữ cái để chúng ta có thể ghép một cách trôi chảy hơn nha. Cũng như những bài học trước, hôm nay cô sẽ đọc thật chậm để các con có thể theo dõi. Sau đó cô mới có thể chuyển sang đọc nhanh nha. Bây giờ bắt đầu. Sờ a, sờ a sa, sa. Sờ o, sờ o so, so. Sờ ô, sờ ô so, sô. Sờ ơ, sờ ơ sơ, sơ. Sờ e, sờ e sê, sê. Sờ e, sờ e sê, sê. Sờ y, sờ y sê, sê. Sờ u, sờ u sô, sô. Sờ ơ, sờ ư sư, sư. Sờ y, sờ y si, si. Đây là quả gì các con? Quả su su, đúng rồi. Chúng ta cùng nhau đọc. Sờ u su, su. Sờ u su, 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 su. Bây giờ cô sẽ chuyển sang cái phần bỏ dấu vào. Đó là dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã và cuối cùng là dấu nặng. Sờ a, sờ a sa, sa. Sờ a sa sắc xá. Sờ a sa huyền xà. Sờ a sa hội xả. Sờ a sa ngã xả. Sờ a sa nặng xả. Sờ o so. Sờ o so sắc xó. Sờ o so huyền sọ. Sờ o so hội xỏ. Sờ o so ngã xỏ. Sờ o so nặng sọ. Sờ o so. Sờ o so sắc số. Sờ ô sô huyền sồ, sờ ô sô hội sổ, sờ ô sô ngã sổ, sờ ô sô nặng sổ. Sờ ô sơ sắc sớ, sờ ô sô huyền sờ, sờ ô sô hội sở, sờ ô sô ngã sở, sờ ô sô nặng sở. Sờ e sê, sờ e sê sắc xé. Sờ e xe huyền xè, sờ e xe hội xẻ, sờ e xe ngã xẻ, sờ e xe nặng xẻ. Sờ e xe, sờ e xe sắc xế, sờ e xe huyền xè, sờ e xe hội xẻ, sờ e xe ngã xẻ, sờ e xe nặng xẻ. Sờ e xe, sờ e xe sắc xí, sờ e xe huyền xì, sờ e xe hội xỉ, sờ e xe ngã xỉ. Sờ y si nặng sĩ. Sờ u su.
sở u sâu sắc số, sở u sâu huyền sù, sở u sâu hội sủ, sở u sâu ngã sủ, sở u sâu nặng sủ. Sở u sư, sở u sư sắc sứ, sở u sư huyền sư, sở u sư hội sử, sở u sư ngã sử, sở u sư nặng sử. Sở u sư, sở u sư sắc sứ, sở u sư huyền sư, sở u sư hội sĩ, sở u sư ngã sĩ, sở u sư nặng sĩ. Quý phụ huynh thân mến, các con có thể đọc như thế này khoảng 2 lần, các con có thể thuộc và biết được rồi các mặt chữ cũng như cái cách ghép chữ. Các phụ huynh không nên quá lo lắng về khi các con mới bắt đầu ghép vần lại với nhau, bởi vì bản năng của các con rồi các con cũng sẽ đọc được thôi. Phụ huynh có thể dạy sa e sa, sở e sẽ sắc xé. Rồi phụ huynh hỏi con, đây là gì? Con sẽ đọc được sở e sẽ ngã xẻ hay không? Cũng sợ trường hợp các con học dấu sắc, dấu huyền, dấu hội, dấu ngã, dấu nặng. Các con học theo cái kiểu mà gọi là học vẹt đó. Các con đọc thôi, các con không biết cái nào là dấu sắc, dấu hội cả. Nên mình có thể đọc, hỏi, đây là gì các con? Con có thể nói là sở e si, sở e sắc xí. Nhưng phụ huynh hãy chuyển sang đây là gì, xem các con có biết đây là sở si nặng sĩ hay không. Tương tự, mình có thể hỏi các con một cách đảo ngược nha. Bây giờ cô sẽ đọc nhanh hơn. Sở a sa, sở a, sở a sa, sa, sa sắc xá, sa huyền xà, sa hội xả, sa ngã xả, sa nặng xả. So, so sắc só, so huyền sò, so hội sò, so ngã sò, so nặng sò. So, so sắc số, so huyền sò, so hội sò, so ngã sò, so nặng sò. Sơ, so sắc sớ, so huyền xà, so hội sò, so ngã sò, so nặng sò. Xe, so sắc xé, so huyền xà, so hội xẻ, so ngã xẻ, so nặng xẻ. Sơ, sơ sắc xế, sơ huyền xệ, sơ hội xệ, sơ ngã xệ, sơ nặng xệ. Si, si sắc xí, si huyền xì, si hội xỉ, si ngã xỉ, si nặng xỉ. Su, su sắc xú, su huyền xù, su hội xủ, su ngã xủ và su nặng xủ. Sư, su sắc xứ, su huyền xử, su hội xử, su ngã xử, su nặng xử. Si, si sắc xí, si huyền xì, si hội xỉ, si ngã xỉ, cuối cùng là si nặng xỉ. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc rồi đó các con. Các con ơi, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận những cái bài học mới nhất từ cô. Cuối cùng thì hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.